Apple Watch phiên bản LTE có điểm gì vượt trội? Tính di động. Trước đây, Apple Watch bắt buộc phải kết nối với iPhone thông qua Bluetooth và Wi-Fi để có thể phát huy những tính năng cơ bản. Với eSIM, Apple Watch LTE không nhất thiết phải ở gần với iPhone được kết nối trước đó. Tính độc lập. Bên cạnh chức năng xem giờ, theo dõi sức khỏe, Apple Watch giờ đây có thể thực hiện nhiều tính năng thay thế smartphone, có thể kể tới nghe, gọi, nhận tin nhắn và kết nối Internet 3G, 4G, giống như một thuê bao di động. Người dùng khi đó có thể liên lạc khi đi đường, chơi thể thao trên chiếc Apple Watch mà không cần phải lấy điện thoại ra để nghe như trước đây. Tính đồng bộ, người dùng có thể sử dụng chung với số thuê bao và gói data trên điện thoại di động của mình.